Từ trước tới giờ, hầu hết mọi người đều đề cập tới nhạt như là một khía cạnh về tính cách và chất xám. Nhưng còn nhạt ở phần lõi thì sao? Ý mình là cái phần lõi làm nên người đàn ông ấy. Trên khắp thế giới và riêng tại Việt Nam, nam giới từ trẻ đến già, từ anh sinh viên cho đến ông chủ tịch hội đồng quản trị, ít nhiều cũng có người gặp vấn đề về nghiện với Japanese Antivirus, Pornhub, X-Hamster, v.v. Và chắc hẳn bất kỳ nam nhân nào click vào xem video này chắc cũng không ít lần cố từ bỏ bộ đôi thần thánh phim heo và quay tay. Chỉ để nhận ra điều đó thật là khó, không xem thì không chịu được, xem với quay xong thì lại hối hận, và kéo theo đó là cảm giác trống rỗng, mệt mỏi, tụt mút, giọng the thé như con gái, người thiếu sức sống và mất hết động lực để làm bất kỳ việc gì. Chính bản thân người viết bài này, người viết nhá, không phải là người đọc đâu, là một con nghiện porn đang cai nghiện ngày thứ 38. Trong bài này mình sẽ nói về việc vì sao các Lạc Long Quân nên bỏ hai thói quen này và làm thế nào để kiềm chế cơn nắng cực cũng như hiệu quả mặn mà sau 90 ngày hành đạo gian nan. 10 phần bảo đảm các bạn sẽ đỡ nhạt được 7. Còn các âu cơ xinh đẹp mà có lỡ đi lạc vào đây rồi thì cũng chịu khó nghe nốt để còn chỉnh đốn các quý ông của mình nhé. Khái niệm NoFap được sáng tạo ra lần đầu tiên tháng 6 năm 2011 bởi Alexander Rhodes trên Reddit sau khi ông này biết được kết quả thí nghiệm từ Trung Quốc rằng đàn ông có thể gia tăng 145,7% nồng độ testosterone sau 7 ngày không xuất tinh. Từ đó NoFap lan rộng khắp Internet toàn cầu và được hàng triệu nam giới tin tưởng trên con đường quyết tâm diệt trừ bộ đôi porn và quay tay. Với những người nghiện porn và quay tay, mình sẽ tạm gọi là Fallen Adam. Hai đối tượng đặc biệt nên cai nghiện một lần và mãi mãi. Đàn ông con trai độc thân, con trinh, chưa từng biết đến hơi ấm phụ nữ, ít giao lưu xã hội, ít bè bạn, sống một mình, nội tâm hay nghĩ tiêu cực, tự ti. Đối tượng này chiếm đa số trong tập đoàn Fastronaut. Đàn ông con trai đã có người yêu, có vợ, nhưng nhu cầu không được thỏa mãn, không hài lòng với đối tác. Với những ông có nhu cầu cao thì không trách được, nhưng khả năng bị mất hứng thú với nàng vì porn là rất cao, dù các ông có chối bay chối biến, cho nên là bỏ đi thì vẫn tốt hơn. Với những ai xem để bổ sung kiến thức phòng the, hâm nóng tình yêu, học thêm skill mới, v.v. thì nằm ngoài cuộc chơi, xem bao nhiêu thì xem, tùy các chế, miễn là không ảnh hưởng đến công việc hay tình cảm của nhau là được. Chuyện gì xảy ra với bộ não của Adam khi anh ấy xem porn? Bộ não khi được kích thích thị giác bằng những hình ảnh trên porn sẽ tự tiết ra một lượng lớn chất hóa học dopamine, chất dẫn truyền thần kinh giúp mang đến cảm giác hạnh phúc khiến Adam hưng phấn, bị kích thích tình dục mạnh và sau đó tất nhiên là quay tay. Cảm giác hưng phấn này kéo dài từ vài giờ hoặc đến hết ngày hôm đó, và sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Adam chẳng cảm thấy gì cả và trông như một con zombie. Nói cho nhóm nghe nào rồi. Bộ não của Adam quen với mức dopamine này và những hoạt động bình thường khác trong cuộc sống sẽ không thể khiến anh ta vui vẻ được nữa. Chỉ có porn mới có thể làm cho anh ta hạnh phúc. Làm thế nào để chế ngự những cơn nắng cực thất thường? Tắm nước lạnh, đây là cách nhanh nhất và hiệu quả nhất. Tối thiểu là 5 phút dưới vòi nước lạnh, lửa lớn cỡ nào thì cũng phải tắt. Workout to the breakpoint. Với nguồn năng lượng đang hừng hực, lao ngay đến phòng gym, làm 3 set bench, 5 set squat và deadlift. Hết sức, hết nắng, lại còn lời được một buổi workout máu lửa. Tập trung vào làm một việc cụ thể. Công việc đang dang dở như là đọc sách, nghe nhạc, xem thời sự, bất kỳ việc gì làm sao nhãng não bộ khỏi cơn nắng. Cách cuối cùng, cắn răng chịu đấm, chống chỉ định Adam nào ý chí thấp. Mình từng chịu đựng những cơn vật vã kéo dài cả ngày vào ngày thứ 15 đến 30. Vì mình xem porn từ lúc 12 tuổi và kéo dài đến nay đã là 11 năm, nên lên cơn thì rất nặng. Không thể tập trung làm được việc gì, kể cả chơi Fortnite chứ đừng nói là viết bài trên Spy Room như thế này. Những lợi ích Adam có được qua từng mốc thời gian. 7 ngày đầu tiên. Cơn nghiện của porn giống như cơn nghiện của heroin, bạn có thể tham khảo ở link trong bài viết. Đây là khoảng thời gian khó khăn và gian nan nhất của cuộc hành trình. Tùy vào thời gian nghiện, mức độ nghiện và tần suất xem của Adam mà mức vật vã khi cơn thèm kéo đến sẽ khác nhau. Những triệu chứng phổ biến như khó thở, bồn chồn, lo lắng, buồn vui thất thường, nắng cực mất kiểm soát, mất ngủ, không thể tập trung, tâm trí xoay vòng những ý nghĩ về tình dục, về những hình ảnh ưa thích mà Adam đã xem như là blowjob, 69, doggy, vân vân. Đây là lúc Adam dễ bỏ cuộc nhất và xem porn trở lại ngay trong tuần đầu tiên. Ngày thứ 7 đến ngày thứ 14, những triệu chứng thể lý từ cơn nghiện đã giảm dần, nhưng cơn thèm vẫn rất mạnh, gần như là như ngày đầu tiên và nó đến ngẫu nhiên vào bất kỳ ngày nào. Đa số các Adam cũng rớt đài trong khoảng thời gian này. Sẽ có một số ngày Adam cảm thấy yêu đời tột độ, một số ngày khác thì lại feel like a piece of shit và chỉ muốn bỏ cuộc. Ngày 14 đến ngày 30, với những Adam đã bước qua được ngày thứ 15, thì coi như đã bước chân ra khỏi vùng Miserable Zone, vùng đau khổ, và bước vào Recovery Zone, vùng phục hồi, những cơn thèm sẽ xuất hiện ít hơn, với mức độ thấp hơn,
sức khỏe được cải thiện, nhiều năng lượng hơn trước và yêu đời hơn. Từ ngày số 30 tới 90, thời gian sẽ trôi qua nhanh hơn trong thời gian này. Adam sẽ ít nghĩ về tình dục hơn, tăng khả năng tư duy, trí nhớ tốt hơn. Phần lớn thời gian sẽ là cho công việc và sở thích. Bề ngoài trông ngon hơn trước, đàn ông nhìn ngon hơn nhờ tăng nồng độ testosterone, độ tự tin tăng dần và bắt đầu thu hút cái nhìn từ các Eva. Tuy nhiên, cần đề phòng rất cẩn thận vì bất kỳ những tín hiệu hình ảnh hoặc âm thanh nào đều có khả năng đánh thức cơn thèm pháp quay trở lại. Tình cờ một bờ mông cong, một bộ ngực đầy, tình cờ một giọng nói pha chút dâm đãng, thậm chí vài cụm từ nhất định cũng sẽ gây thương nhớ mạnh như là JAV, pussy, boobs, vân vân. Các Adam phải cực kỳ kiên định trong thời gian này, hạn chế đọc báo mạng linh tinh và lân la vào các forum liên quan đến tình dục. Ngày số 90 trở đi. 90 ngày chỉ là một cột mốc thời gian chuẩn được cho là tối thiểu để một người rửa não và từ bỏ hẳn một thói quen xấu, kể cả nghiện thuốc lá, nghiện rượu, nghiện trà sữa đều có thể áp dụng. Đối với một Adam có mức nghiện nặng thì có thể cần nhiều hơn 90 ngày, và với một số thì ít hơn, mỗi nhà mỗi cảnh. Trở lại với chủ đề chính, vì sao ngừng quay tay lại giúp các Adam bớt nhạt? Rất đơn giản, khi nguồn năng lượng tình dục mà trước đây thường xuyên bị ném vào porn và bồn cầu, bồn cây, bịch khăn giấy, vân vân, nay bị dồn nén trong người, thì không có cách nào khác các Adam sẽ phải tìm cách tiêu xài nguồn năng lượng tình dục đó vào công việc, học tập, đến phòng gym, chạy bộ, và quan trọng nhất là thôi thúc đi tán gái, tìm cho mình người bạn đời thực sự. Sau khi đã bớt nhạt về lõi thì cũng sẽ tự động bớt nhạt về phần thể hiện. Các loài động vật kể cả con người chúng ta bị hấp dẫn bởi năng lượng tình dục của nhau. Các bạn có để ý có những người trông rất đàn ông hay trông rất là đàn bà và vô cùng cuốn hút vì năng lượng tình dục của họ đang rất dồi dào. Chốt bài, với những Adam nhạt về tính cách hoặc chất xám thì còn học hỏi từ từ được. Nhưng mà về cái khoản nhạt về lõi thì không thể nào chấp nhận được, ok? Chân thành kêu gọi các Lạc Long Quân hãy ngừng xem porn, ngừng quay tay, tôn trọng phụ nữ and be a man. Bonus thêm chút hình minh họa. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì xin hãy đăng nhập vào spyroom.com để tìm đọc thêm. Mình là Việt Anh, xin chào và hẹn gặp lại.